Thưa quý vị, hiện nay làn sóng thu hút đầu tư tại Tây Ninh đã mở ra nhiều cơ hội mới cho tỉnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Đó là nhờ công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư. Năm 1993 đánh dấu là năm đầu tiên tỉnh Tây Ninh có hai dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài chết vốn đăng ký hơn 3,8 triệu đô la Mỹ. Qua từng giai đoạn, số lượng nhà đầu tư nước ngoài tìm đến với Tây Ninh ngày càng nhiều. Từ hai dự án ban đầu đến nay trên địa bàn tỉnh có 369 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với số vốn đăng ký hơn 9,7 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến trong năm 2024, thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều đột phá. Hiện tại chúng tôi đang có 3 khu sản xuất, kế hoạch trong năm 2024 sẽ mở rộng quy mô sản xuất thêm khu D. Chính vì vậy chúng tôi mong rằng các cơ quan nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thường xuyên có các buổi bồi dưỡng tập huấn để công ty chúng tôi có thể hiểu rõ những quy định mới của pháp luật Việt Nam. Hai tập đoàn The Hughes và Hùng Nhân cam kết là sẽ đầu tư tổng cộng 2.500 tỷ ở tỉnh Tây Ninh trong những năm tới. Thì kỳ vọng lớn nhất là sẽ xây dựng thành công một cái vùng an toàn dịch bệnh, hợp tác với người nông dân ở Tây Ninh, tạo công việc làm và có những cái sản phẩm tốt của con gà, là nghĩa là thịt gà cung cấp cho các địa phương ở đây mà cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh và cả chế biến và xuất khẩu nữa. Hiện nay, Tây Ninh đang trong quá trình thực hiện liên kết vùng mạnh mẽ, toàn diện hơn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững của địa phương, nhất là sau khi có nghị quyết số 24 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tỉnh nhận diện và phát triển các cụm ngành sản phẩm mang tính chiến lược với trọng tâm là các khâu chế biến và dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với việc làm ổn định cho người dân. Chủ động kết nối liên vùng phát triển hạ tầng giao thông, tận dụng cơ hội từ quá trình lan tỏa phát triển hạ tầng giao thông kết nối, phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, vùng Đông Nam Bộ để thu hút đầu tư. Năm 2024 thì tỉnh nhận định là một cái năm mà tăng tốc để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội, nên là cái năm sẽ phải nỗ lực rất lớn. Một là công bố và triển khai kế hoạch thực hiện cái quy hoạch tỉnh. Cái thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cái đột phá chiến lược, trong đó là tập trung cho cái đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông. Thì năm 24 này tỉnh sẽ phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các thủ tục pháp lý và thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng để đầu năm 2025 triển khai cho được hai tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài Tây Ninh, và sẽ hoàn thành hai tuyến đường cao tốc này vào cuối năm 2027. Khi hai tuyến cao tốc này hoàn thành thì Tây Ninh sẽ thu hút được đầu tư và phát triển kinh tế mạnh hơn. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người, tỉnh Tây Ninh phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển năng động, văn minh, có môi trường sống tốt, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống. Công nghiệp và dịch vụ du lịch là động lực chủ yếu cho tăng trưởng gắn với phát triển không gian mới, đưa Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Nông nghiệp phát triển theo hướng chuỗi giá trị, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu suất và lợi nhuận thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, cơ chế hóa, tự động hóa, tinh học hóa, số hóa và kinh tế tuần hoàn.